Hi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình quay clip chia sẻ đến các bạn cái món là tai heo cuộn nấu với ngũ vị. Thì món này mình làm dùng để ăn cơm, hoặc là làm dùng để rai ly bia cùng anh em bạn bè, hoặc mình làm dùng để ăn chơi dưa dưa cũng tuyệt lắm luôn các bạn. Thì cách làm nó cũng rất là dễ, đơn giản tại nhà. Rồi thì bây giờ cách làm như thế nào, mình xin mời các bạn hãy theo dõi clip của mình nha. Đây là những cái nguyên liệu của mình chuẩn bị gồm có như sau nè. Mình đi chợ mình mua có hai cái lỗ tai heo, hai cái lỗ tai heo vừa vừa như vậy, để mình đã sơ chế sạch sẽ chanh muối để ráo nước rồi đó các bạn. Rồi để đây lát nữa mình đem đi nấu nha. Ngoài ra gia vị gồm có nè, một cái quả thảo quả nè, vỏ quế 10g, rồi vài cái bông tai hồi như vậy nè. Đó, lát nữa mình nấu cho nó thơm ngon. Rồi mình để đây nha. Ngoài ra mình có sả nè, gốc ngò rí, gốc hành với lại ít củ hành tím, thêm một cái nhánh gừng, rồi thêm vài thép tỏi nữa nha các bạn. Đó, đây là cái nước dừa mình chuẩn bị khoảng chừng nửa lít. Đó, mình đã mua nửa lít. Đây là rượu trắng thì mình chuẩn bị ít để lát nữa mình nấu cho nó được thơm ngon. Rồi thì cái thành phần nguyên liệu của mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ cách làm chi tiết như thế nào? Bây giờ mình xin mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi clip của mình nha. Rồi, bước đầu tiên thì mình sẽ đem cái tai heo ra mình cuộn nha các bạn. Mình cuộn để mình cột chỉ nha. Thì mình dùng tay mình cuộn như này nè, cho nó thật chặt tay luôn á. Đó, cuộn. Rồi, cuộn chặt tay nha, như vậy nha các bạn. Tiếp tục rồi cái mà lấy chỉ nè, mình quấn, mình siết cũng chặt tay luôn, để cho nó khít, nó kín, để khi mình nấu cho nó được đều, đẹp. Quấn chặt chỉ rồi cái mình cột lại. Đó, cột xong mình cắt bỏ cái phần thừa đi rồi. Các bạn coi nè, mình quấn đều, mình siết chặt tay nha. Đều như vậy để khi mình nấu á, lúc mà mình cắt ra cho nó đều, nó đẹp. Đó, xong rồi đó. Rồi, mình cho ra dĩa. Còn cái phần tai heo còn lại kia mình cũng tiếp tục mình cuộn như vậy luôn. Cuộn từ ngoài vô bên trong luôn nha các bạn. Cuộn chặt tay luôn rồi, cuộn quấn chỉ cột chặt lại luôn. Rồi, như vậy là mình đã cuộn xong rồi đó. Rồi, lúc này mình sẽ lấy gừng ra. Đó, mình cắt một nửa nha. Cắt lát rồi cái mình đập dập. Đập thật là dập luôn. Rồi cái mình cho vô cái nồi nước khoảng 2 lít nước. Khi mình lấy hành tím. Hành tím thì mình cũng đem ra ép dập dập luôn nha các bạn. Đó, ép dập dập khoảng 4-5 củ. Rồi mình cho vô nồi nước để lát mình trụng cái tai heo á. Đó, này là giấm nha. Cho một muỗng canh giấm vô. Rồi mình thêm muối nè. 1/3 muỗng canh muối. Để mình trụng cái tai heo cho nó được thơm ngon và được trắng nha các bạn. Đó, mình sẽ cho tai heo vô, tai heo mình cuộn xong hồi nãy các bạn, cho hết vô để mình trụng nha. Cho hết vô. Rồi cái này là cái phần sau của cái tai heo á, mình cho vô mình nấu luôn. Cho vô mình trụng khoảng chừng 5 phút nha. Rồi trong thời gian mình chờ thì mình sẽ lấy cái phần gia vị ra gừng nè, còn lại nữa thì mình cũng cắt lát, sau đó rồi đập dập luôn. Đập dập hết. Rồi, đập dập xong cái mình cho ra cái dĩa mà chuẩn bị sẵn như vậy. Tím cũng vậy, đem ra ép dập dập. Cho ra dĩa luôn. Tỏi thì hồi nãy mình chuẩn bị nhiêu khoảng chừng một củ các bạn, khi mà đem ra đập dập rồi cũng cho ra cái dĩa luôn, chuẩn bị như vậy, lát nữa nấu. Sả thì mà đem ra đập dập luôn nha các bạn. Đó, đập hết luôn khoảng chừng 5-6 cây. Đó, đập dập hết rồi mình cũng cho ra dĩa chuẩn bị để đây. Rồi cái gốc hành cũng đem ra dập dập, gốc cà rí cũng đem ra dập dập luôn như vậy nè các bạn. Đó, đập dập xong rồi cho ra dĩa và chuẩn bị để đây. Như vậy là cái thành phần gia vị của mình cũng đã sơ chế xong rồi đó. Rồi lúc này thì cái tai heo mình đã luộc trộn khoảng 5 phút rồi. Bây giờ mình rửa như vậy vớt ra nha. Mình vớt ra mình cho ra cái thau nước để lát nữa mình đem đi rửa lại rồi mình nấu nha. Mình vớt ra hết nha các bạn. Rồi cho qua cái thau nước lạnh luôn nè. Rồi lúc này mình sẽ bắt cái nồi khác lên, mình cho dầu ăn vô, cho một muỗng canh đường để mình thắng làm cái nước màu của các bạn. Canh lửa vừa vừa để cho nó ra màu tự nhiên. Rồi lúc này mình thấy cái màu nó được rồi. Đó, mình sẽ cho quế, hồi, thảo quả vô. Đó, cho hết vô để mình xào luôn cho nó thơm. Mình sẽ xào trước như vậy để cho các cái hỗn hợp nó thơm trước nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hành tím vô khoảng 4-5 củ hồi nãy mình ép dập dập đó các bạn. Tiếp đến mình sẽ cho tỏi dập dập luôn, cho hết vô. Rồi sả có nhiều cho hết vô luôn các bạn, cho 5 cây. Rồi mình sẽ xào lên cho nó thơm nha. Xào lên cho hỗn hợp gia vị này thơm cái nã. Rồi cái mình mới cho nước vô nha. Lúc này nó đã thơm rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước dừa vô. Rồi mình bắt đầu mình nấu nha.
Thì cái nước dừa mình chuẩn bị nửa lít đó hồi nãy các bạn, cho hết vô để mình nấu luôn. Đó, cho hết vô. Mình sẽ rửa rửa cái tay heo lại như vậy, kiếm mình cho vô mình nấu nha. Đó, cho vô để mình nấu trong cái hỗn hợp gia vị này nè. Mùi rất là thơm luôn các bạn. Cái phần sau của tay heo mình cũng cho vô mình nấu chung luôn. Lúc nào mình sẽ nêm nha. Đây là nước tương xì dầu, mình nêm 2 muỗng canh đầy. Đó, 2 muỗng canh đầy. Tiếp đến dầu hào, 1 muỗng canh đầy luôn. Rồi, mình sẽ nêm hạt nêm nè, 1 muỗng cà phê vuông. Tiếp đến mình sẽ cho bột ngọt, 1 nửa muỗng cà phê. Rồi, này là muối, cũng 1 nửa muỗng cà phê luôn. Còn đây là rượu, rượu hồi nãy bà đã chuẩn bị các bạn, rượu trắng cho 2 muỗng canh luôn, 2 muỗng canh đầy. Như vậy là cái thành phần gia vị của mình cũng đã nêm nếm xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ nấu sôi lên. Rồi mình nấu cho cạn nước luôn nha các bạn. Rồi thì lúc này nước cũng đã sôi như vậy nè. Cái mình đem đi hớt bọt nha các bạn. Hớt bọt cho nó được sạch, cho nước thơm ngon. Mình hớt luôn cái phần dầu nổi phía trên luôn các bạn. Cái phần mỡ hớt bỏ luôn. Lúc này mình sẽ cho cái gừng đập dập á cho vô. Tiếp đến gốc ngò, gốc hành lá, cho hết vô để mình nấu lên cho nó thơm nha các bạn. Thì mình cũng đã xong rồi đó, nêm nếm rồi, bắt đầu mình cho gia vị vô mình nấu như vậy nè, để cho nó cạn nước nha. Rồi bây giờ mình sẽ để lửa vừa vừa nấu cạn nước xuống nữa là xong nha các bạn. Thì thời gian mình nấu khoảng chừng 10 phút. Cái bây giờ mình lấy ra mình trở nha. Mình đem ra mình trở để cho nó chín đều, thấm gia vị cho nó ngon, trở đều hết. Thỉnh thoảng thì mình vừa nấu vừa trở để cho nó thấm nha các bạn, cho nó thơm. Trở như vậy. Rồi mình trở như vậy là được nha. Bây giờ mình tiếp tục mình nấu cho nó cạn xuống nữa. Đó, là xong nha các bạn. Lúc này thì mình nấu nước cũng đã cạn như vậy nha. Cái nước phần nước sốt nó cạn hết như vậy này đó. Mình sẽ lăn qua lăn lại cho nó bám đều hết trên cái miếng tay heo nữa là được nha các bạn. Cảm nhận rất là thơm luôn đó, nước sốt bám đều lên cái tay heo rất là hấp dẫn luôn các bạn. Mùi thơm của xả này, hồi quế, thảo quả, nước dừa rất là tuyệt. Rồi mình sẽ cho ra dĩa và chuẩn bị dọn ra nha. Mình gấp ra, mình để ra dĩa như thế này nè, để cho nó nguội hẳn đi rồi mình hãy đem đi cắt nha các bạn. Lúc này thì mình để cũng đã nguội rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt chỉ. Mình sẽ cắt chỉ rồi mình tháo ra. Rồi mình cắt rồi mình dọn ra nữa rồi đem ra thưởng thức nha. Tháo chỉ ra nè. Cảm nhận cái miếng thịt nó rất là hấp dẫn luôn các bạn. Rồi thì mình sẽ đem ra mình cắt lát mỏng. Với cái tay heo cái mình làm như thế này nè. Mình nấu với cái lại cắt cái gia vị như vậy nè. Cảm nhận rất là thơm luôn, cái mùi quế, hồi, thảo quả, xả nè. Cảm nhận cái miếng thịt cắt mà nó kêu sần sật, tuyệt lắm luôn đó các bạn. Mình ăn thì mình cắt lát mỏng như này nè để mình trình bày cho nó đẹp nha. Mình cứ cắt lát mỏng như vậy nè. Thì với cái món này thì mình làm thấy nó cũng đơn giản. Nếu có dịp thì các bạn hãy làm thử xem sao nha. Cắt lát hết ra. Mình cắt lát mỏng như vậy nè. Khi mình cuộn á các bạn, cuộn chặt tay thì nó đều như này, nó sáng đều đẹp như vậy này là được nha. Bây giờ mình sẽ dọn ra, sắp ra dĩa và chuẩn bị dọn ra nha. Mình sắp hết ra cái dĩa nè để chuẩn bị dọn ra. Rồi như là như vậy là đã xong rồi đó. Rồi sắp xong ra dĩa rồi, bây giờ mình sẽ pha nước chấm nha các bạn. Mình cho 2 muỗng nước tương xì dầu nha. 2 muỗng nước tương xì dầu để mình làm mình chấm cho nó được ngon đậm đà. Rồi mình sẽ tiếp tục đem vô đây là tương ớt 1 muỗng canh luôn, canh đầy á, với lại ớt này vài trái cắt lát. Mình có thêm là đường nè, 1 nửa muỗng cà phê đường. Rồi nước chanh á, mình vắt mình lấy khoảng chừng 1 muỗng canh luôn. Cho vô cho có cái độ chua chua ngọt ngọt mặn mặn. Rồi đánh tan cái hỗn hợp này lên là xong nha các bạn. Thì cái nước chấm của mình cũng đơn giản. Như vậy là mình cũng đã pha xong bằng nước chấm rồi đó các bạn. Và bây giờ mình dọn ra và thưởng thức thôi. Rồi thì cái món tay heo cuộn nấu ngũ vị của mình cũng đã làm xong rồi đó các bạn. Thì món này hôm nay mình sẽ làm ly bia lai rai cho nó hấp dẫn nè. Với món này thì mình cũng có thể mình lai rai ly bia, cũng có thể ăn chơi cho vui hoặc là ăn cơm cũng tuyệt luôn các bạn. Rồi bây giờ mình xin mời các bạn dùng nha.
Rồi để mình gấp lên, rồi kia mình ăn thử coi nó làm sao nha. Mình chấm vô cái phần nước chấm nước tương tương ớt nè, chanh nè. Rồi. Rất là hấp dẫn luôn các bạn. Bây giờ xin mời các bạn nha, để mình ăn thử coi nó làm sao nè. Xin mời các bạn. Thì mình ăn nhá, mình cảm nhận cái phần gia vị mình nấu như vậy rất là thơm, sả nè, quế, hồi, thảo quả, nước sốt thì mình nấu mình nêm nếm nó vừa hơi vừa ăn, chứ mình chấm mình chấm vô cái chén nước tương xì dầu này ăn cảm nhận rất là vừa luôn, ngon sần sật tuyệt lắm luôn rồi các bạn. Để mình ăn nữa nè. Rồi để mình thêm ly bia thử coi nó sao nha, xin mời các bạn nha. Cảm nhận rất là tuyệt vời luôn các bạn. Món này á, khi mình làm ly bia như vậy nè, lai rai rất là hấp dẫn luôn á. Mình ăn á, mình chấm vô cái chén nước tương xì dầu ớt này nè, cảm nhận nó rất là vừa luôn. Vị đặc biệt là cái vị thơm của gia vị mình nấu các bạn, cảm nhận rất là hấp dẫn. Mình ăn vô sực 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 rất là tuyệt vời. Rồi thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay vui rồi thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Rồi bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Để mình lai ra thêm ly bia nữa cho nó hấp dẫn nè. Bây giờ mình xin mời các bạn nha.